Nam Cực là vùng đất của những điều cực đoan, gần 98% bề mặt được bao phủ bởi một lớp băng dày gần 5 km. Một ngọn núi cao chót vót như núi Phú Sĩ của Nhật Bản với độ cao 3,77 km, thậm chí không thể nhú lên ở đây. Nhiệt độ thường xuyên xuống dưới âm 45 độ, với sức gió lên đến 320 km một giờ. Nam Cực là biên giới cuối cùng, nó nắm giữ vị trí tưởng tượng của chúng ta. Những tấm bản đồ cũ nói rằng, ở đây có quái vật, lãnh thổ cuối cùng còn lại trên hành tinh có đầy rẫy những điều như vậy, chỉ có thể là Nam Cực. Mặc dù được phát hiện cách đây gần 250 năm, nhưng các nhà khoa học có nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời khi nói đến lục địa băng giá này. Do độ sâu tuyệt đối của lớp băng bao phủ vùng đất của nó, bề mặt thực sự của Nam Cực không thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Và các nhà lý thuyết du hành vũ trụ cổ đại đề xuất rằng nó không chỉ là phần địa chất bị che giấu khỏi chúng ta, mà còn nhiều hoạt động của con người xảy ra ở Nam Cực hơn mà chúng ta biết. Có điều gì đó dường như đang diễn ra trên lục địa bí ẩn này. Và một số người đã đưa ra giả thuyết rằng Nam Cực là một loại căn cứ của người ngoài hành tinh. Tin đồn về hoạt động của người ngoài trái đất ở Nam Cực đã lưu hành trong nhiều năm. Nếu những lời kể này là đúng, và trên thực tế, sự hiện diện của người ngoài hành tinh ở Nam Cực ngày nay thì nó có thể đã ở đó hàng trăm hay thậm chí hàng ngàn năm. Vào tháng 7 năm 2018, Linda Moulton-Howie đã phỏng vấn một người bí ẩn, người mà đề nghị cung cấp cho cô thông tin mật liên quan đến Nam Cực với điều kiện rằng cô không được tiết lộ danh tính họ. Nguồn tin của cô ấy là một hải quân Xiên đã nghỉ hưu với biệt danh là Spartan 1 đã cung cấp cho cô thông tin chi tiết về một cấu trúc cổ xưa mà anh ta tuyên bố đã đến thăm trong thời gian ở Nam Cực. Anh chia sẻ rằng, thời điểm là vào tháng 8 năm 2003, lúc đó cấp bậc của tôi là thiếu tá chỉ huy trưởng đặc công hải quân. Chúng tôi đã đi đến bờ biển phía đông nam của Nam Cực. Chúng tôi được phái đến không chính thức. Đó là một nhiệm vụ trinh sát nghiên cứu. Nhiệm vụ là tìm một cá nhân nào đó, thu thập bất kỳ thông tin nào và mang nó trở lại. Theo Spartan 1, khi anh ấy và nhóm của mình đến đích, họ bắt gặp một cấu trúc hình bát giác lớn nhô ra khỏi băng. Một cách thận trọng, họ tiến vào trong đó. Spartan 1 cho biết rằng, ở trên cùng của cấu trúc đầu tiên mà chúng tôi đã bước vào, có gần 18 feet nhô ra khỏi lớp băng. Phần còn lại của nó được giấu dưới lớp băng. Mỗi cánh cửa đều giống nhau, dày từ 18 feet đến khoảng 30 feet. Và mặc dù những cánh cửa này dày, và nặng như vậy, bạn có thể lấy một ngón tay và đẩy chúng, và chúng sẽ mở ra. Không có bất kỳ kháng cự nào. Nhiệt độ bên ngoài ít nhất là âm 40 độ. Khi bạn bước vào bên trong những cấu trúc này, nhiệt độ xung quanh là 68 đến 72 độ. Nó được chiếu sáng từ bên trong, nhưng chúng tôi không thể tìm thấy nguồn sáng. Nó có màu xanh lá chanh. Những bức tường được lót bằng thứ mà tôi gọi là chữ tượng hình, nhưng không có chữ tượng hình nào mà tôi từng thấy trong đời. Có thể nào thực sự có những cấu trúc bí ẩn bị chôn vùi ở Nam Cực? Những cấu trúc được xây dựng bởi một nền văn minh tiên tiến ngoài trái đất trong quá khứ xa xôi của chúng ta, bị chôn vùi dưới lớp băng ở Nam Cực, cũng có thể là những công trình xây dựng đền thờ bằng đá. Có thể có vật liệu sinh học, phần còn lại của những sinh vật sống ở đó và vẫn có thể ở đó. Nó có thể là tiết lộ vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Thành phố Pha Lê dưới Nam Cực. Tháng 8 năm 1946, sĩ quan hải quân và nhà thám hiểm đáng kính của Hoa Kỳ, Đô đốc Richard Byrd, một trong những phi công đầu tiên bay qua cả Bắc và Nam Cực, đã tổ chức Operation 200, chuyến thám hiểm lớn nhất từng đến Nam Cực, với 13 tàu, 23 máy bay và hơn 4.700 nhân viên quân sự. Đây là một việc quan trọng. Sau khi Thế chiến II kết thúc, Đô đốc Richard Byrd được hỏi liệu ông có muốn điều một hạm đội lớn và đi trong 4 tháng hay không? Đáng lẽ họ sẽ đi vào tháng 12, tháng 1, tháng 2 và tháng 3. Có một loạt danh sách các mục tiêu quân sự mà họ phải đạt được. Nhưng đến cuối tháng 2, một điều gì đó đã xảy ra. Một trong những mục tiêu chính thức của nhiệm vụ là điều tra các địa điểm cho căn cứ quân sự tiềm năng ở Nam Cực. Nhưng trong quá trình thám hiểm của mình, Đô đốc Byrd được cho là đã phát hiện ra một điều hết sức bất ngờ. Câu chuyện này được cho là xuất phát từ nhật ký của ông, chứ không phải trong báo cáo về chuyến đi. Một điều gì đó ông ấy đã bí mật giữ lại và sau đó bị chính quyền đàn áp
vì thấy nó đáng sợ. Cuốn nhật ký được con trai ông phát hiện sau khi ông qua đời. Trong đó, Đô Đốc Bớt kể lại một câu chuyện phi thường. Ông đã nghe nói có một lối vào trung tâm trái đất thông qua Nam Cực, và ông ấy đã lái máy bay dưới Nam Cực. Khi làm điều đó, ông ấy phát hiện ra rằng khi mình bay qua cột điện, đột nhiên ông ấy nhìn thấy những thứ không nên ở đó. Phi đội của Bớt đã bay dưới trái đất và đi sâu vào trong. Nó biến thành một khu vực tươi đẹp và xanh tốt như thế này. Ông ấy thậm chí không thể tin vào mắt mình. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu cho câu chuyện phi thường. Ông ấy kể rằng, đột nhiên, ông bắt đầu nhìn thấy một thành phố cầu vồng lung linh làm bằng pha lê. Máy bay của ông bị chiếm quyền kiểm soát khi ông đột nhiên nhìn thấy những vật thể hình đĩa bay xung quanh. Chúng dẫn ông ta xuống đất. Sau đó ông được hộ tống vào một khu vực kiểu hang động, nơi ông được gặp một sinh vật mà trong cuốn nhật ký của mình ông gọi là chủ nhân. Người chủ nói với ông ta rằng họ rất thất vọng về những gì con người đang làm với vũ khí hạt nhân và cách họ gần đây đã phá hủy Hiroshima và Nagasaki, và họ thực sự lo lắng về những gì đang diễn ra trên bề mặt hành tinh. Họ nói với Đô Đốc Bớt rằng họ hy vọng rằng nhân loại cuối cùng sẽ ngăn chặn điều này. Đối với các nhà nghiên cứu UFO, đoạn ký ức này từ nhật ký của Đô Đốc Bớt đặc biệt quan trọng. Thực tế là kỷ nguyên UFO hiện đại bắt đầu ngay sau Thế chiến II và vụ nổ những quả bom nguyên tử đầu tiên. Người ta cũng lưu ý rằng một số lượng lớn các trường hợp nhìn thấy UFO đã được báo cáo ở khu vực lân cận các hầm chứa tên lửa hạt nhân. Ghi chép trong nhật ký của Đô Đốc Bớt phù hợp với những câu chuyện mà chúng ta nghe kể về các sinh vật thuộc loại thiên thần hoặc ngoài trái đất rất quan tâm đến những gì loài người đang làm với vũ khí hạt nhân. Chỉ cần hỏi các sĩ quan lực lượng không quân tại các hầm chứa tên lửa hạt nhân của Hoa Kỳ, họ đã chứng kiến các hầm chứa và vũ khí hạt nhân của họ bị giải rác bởi những thứ được cho là sinh vật ngoài trái đất. Họ rất lo ngại rằng, cuối cùng chúng ta không chỉ hủy hoại bản thân mà còn có thể gây hại cho hành tinh của chúng ta, cũng là thế giới của họ. Nếu cuốn nhật ký bí mật của Đô Đốc Bớt là xác thực, liệu nó có tiết lộ không chỉ rằng có những sinh vật tiên tiến sống bên trong trái đất, mà họ còn đang theo dõi những gì xảy ra trên bề mặt không? Theo cuốn nhật ký cho biết, sau cuộc gặp gỡ đáng kinh ngạc này, Đô Đốc Bớt rất muốn chia sẻ câu chuyện của mình, nhưng được lệnh giữ im lặng. Ông quay trở về sau nhiệm vụ này. Ngay lập tức, ông được đưa đến một khu phức hợp của chính phủ, nơi ông được thông báo rằng ông không bao giờ được nói về điều này một cách công khai và mọi điều ông nói đều được kiểm duyệt. Câu chuyện của Đô Đốc Bớt có thể chỉ ra mối liên hệ sâu sắc giữa truyền thống cổ xưa về những sinh vật kỳ lạ sống bên trong trái đất và hiện tượng UFO thời hiện đại không? Các nhà lý thuyết về phi hành gia cổ đại nói có, và họ tin rằng chúng ta có thể đang tiến rất nhanh đến thời điểm mà chúng ta sẽ thấy mình đối mặt với những sinh vật bên trong trái đất. Cách đây khoảng 170 triệu năm, Nam Cực là một phần của siêu lục địa gọi là Gondwana. Nó dần dần tách ra khỏi lục địa Gondwana cách đây khoảng 25 triệu năm. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, không phải Nam Cực lúc nào cũng lạnh, khô và phủ đầy băng. Xưa kia Nam Cực nằm dịch sang phía Bắc nhiều hơn, từng có khí hậu nhiệt đới với rừng cây che phủ và có một số dạng sự sống cổ đại. Hiện nay, lớp băng dày bao phủ Nam Cực chiếm 98% băng trên hành tinh. Bạn hãy tưởng tượng xem, người cổ đại đã sống thế nào với thực vật và rừng cây bao phủ Nam Cực, giờ đây trở thành người hóa thạch bị chôn vùi dưới băng. Ngày nay không có ai sống ở Nam Cực, chỉ có các nhà khoa học đến khám phá và biết rằng nơi đây từng là mảnh đất lý tưởng của nền văn minh cổ đại. Đoàn thám hiểm người Nga chính thức coi Nam Cực là lục địa băng vào năm 1820. Đã có những truyền thuyết và lời đồn đại về lục địa Terra Australis ở cực Nam thời xa xưa. Nhà triết học và khoa học Aristotle đã từng viết sách về khí tượng Nam Cực. Nhà địa lý, toán học kiêm người vẽ bản đồ Marinus người Hy Lạp đã đưa tên Nam Cực vào bản đồ thế giới vào thế kỷ 2 sau Công Nguyên. Từ thời kỳ Ptolemy, thế kỷ 1 sau Công Nguyên, người ta cho rằng từng có vùng đất gọi là Terra Australis, là lục địa rộng lớn nằm phía nam hành tinh, cân bằng với vùng đất phía bắc châu Âu, châu Á và Bắc Phi. Các cuộc thám hiểm Nam Cực rất tốn kém và khó thực hiện. Người nào không có những trang bị thích hợp thì không thể sống lâu trên băng giá, nên rất khó tìm kiếm bằng chứng những kết cấu xây dựng cổ đại ở Nam Cực. Chúng ta còn biết quá ít về lịch sử cổ đại
có lẽ con người đã sinh sống trên trái đất lâu hơn chúng ta tưởng. Chúng ta vẫn chưa thể biết nền văn minh cổ đại Nam Cực đã phát triển thế nào và vì sao Nam Cực bị thay đổi khí hậu thành lạnh giá. Để các nhà nghiên cứu khai quật được những kết cấu xây dựng, các hóa thạch bị băng chôn vùi thì cần làm tan chảy rất nhiều băng. Tuy nhiên, băng tan chảy sẽ làm nước biển dâng lên. Nếu làm tan chảy toàn bộ băng Nam Cực thì gây đại họa cho nhiều vùng ven biển trên hành tinh. Đó là lý do trở ngại lớn khiến chúng ta chưa thể đào sâu hơn xuống bề mặt băng Nam Cực để khám phá những điều bí ẩn.